anh ở biên cương biết rằng đèn trong ngắm tháng chờ cứ chiều chiều ra sông mà anh nước nương lấy đấy ngày 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 cùng bạn bè chiến số số anh là anh chút sông mong mong cho thỏa em Tiên đang đứng tại cơ sở 728 Trương Định anh chị ạ. Hôm nay là một ngày rất là đông vui khi cơ sở 728 Trương Định em được đón các đoàn dự sinh nhật, có hai đoàn dự sinh nhật và đoàn đón 8 tháng 3. Và hôm nay bên em rất là nhiều hoa, rực rỡ những hoa. Em sẽ review qua cho anh chị tham khảo qua không gian của cơ sở 33 cơ sở 728 Trương Định bên em anh chị nhé. Và cơ sở 728 Trương Định bên em là một trong cơ sở của quận Hoàng Mai. Vâng, để tiện hơn thì anh chị có thể tham khảo qua đó là gần khu vực bến sau bến xe Gia Bát, một trong những địa chỉ mới bên em mở được khoảng cách đây hơn một năm. Vâng, với mặt sàn rộng và với mặt sàn rộng có thể chứa lên tới 600-700 khách, cũng như là một không gian view rất là đẹp thì anh chị có thể tham khảo qua, đặc biệt là khách hàng tại khu vực quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng thì anh chị có thể tham khảo qua địa chỉ cơ sở 728 Trương Định bên em nhé. Không gian thì rất là rộng rãi và view thì rất là đẹp. Thêm một dãy hoa và một dàn hoa mà. Em sẽ lướt qua một không gian, một vòng của cơ sở 728 thiết bị anh chị tham khảo nhé. Nếu nhà mình mang chị trong dịp 8 tháng 3 này, mình muốn tìm một địa điểm tổ chức ăn hội nghị
liên hoan công ty hay là liên hoan gia đình, tặng các mẹ, các chị em, vâng, các cô bà trong ngày 8 tháng 3 này, thì anh chị có thể tham khảo qua địa chỉ cơ sở 728 Trương Định. Và đối với các chị, các em thì rất là thích chất in, thích chụp ảnh, vâng, thì anh chị có thể tham khảo qua địa chỉ bên em nhé. Vâng, tại cơ sở 728 Trương Định bên em thì cũng rất nhiều chỗ để anh chị có thể chụp ảnh, chất in. Vâng, cơ sở thì được bố trí theo phong cách rất là hiện đại, kết hợp giữa hoa đào và hoa mai. Vâng, anh chị có thể tham khảo qua nhé. Và thông qua livestream thì em rất là mong rằng anh chị mình khi xem livestream có thể thả tim và chia sẻ mãi giúp em. Và ngoài ra khi anh chị có câu hỏi là cần đặt ra thì anh chị có thể bình luận ngay phía dưới để em có thể trả lời trực tiếp anh chị nhé. Và tại tất cả các cơ sở bên em đều có hỗ trợ loa mic, đều hỗ trợ loa mic nhé. Nếu như mình có nhu cầu muốn hát nhạc nhẹ, karaoke thì bên em có loa mic kéo để phục vụ anh chị nhé. Có loa mic kéo để phục vụ anh chị hát karaoke nhé. Mình có thể bắt Bluetooth và hát karaoke ạ. Vâng, cảm ơn cả nhà đã xem livestream ạ. Rồi, em chúc cả nhà có một buổi tối cuối tuần vui vẻ. Vâng, chào cả nhà.